Xin chào mọi người, mình là Kê Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để thông báo cho các bạn và chúc mừng các bạn cái dự án Planet. Trước đây mình đã giới thiệu trên kênh của mình thì đã trả về ví rồi các bạn nhé. Thì bạn nào mà làm theo mình cái dự án này thì mọi người trích ví cho mình nhé. À, đây các bạn có thể thấy là nó đã trả về cho mình là 300 PLA tương đương với khoảng 5 đô la các bạn nhé. Thì dự án này đã list ở trên sàn Brigham, Global và một số sàn khác. Probit của Hàn Quốc, Brigham, Bitforex, Sitecoin, Coin Tiger, PHP, nhé, Coinlim này, Vindex này, các bạn tùy các bạn thôi. Tốt nhất là các bạn deep đến Brigham Global. Đấy. Ở đây giá của nó là 0,01151 nhé các bạn nhé. Có lúc nó lên 0,2 mấy này. Đấy, thì các bạn chưa có thì các bạn sẽ vào đây nhé. Add các bạn vào trong cái copy lại cái contract của nó sau add vào cho mình nhé. Mọi người vào đây và ấn vào add token. Mọi người ấn custom dán cái contract vào đây. Sau ấn next add một phát là xong nhé. Mình đã add rồi. Thì ngày trước ấy thì mình gửi trực tiếp ở trên MetaMask luôn mà bây giờ cái phần activity này access này nó không không thể có coin luôn cho nên là mình không có gửi được. Thì mình sẽ phải vào My Ether Wallet nhé. Các bạn sẽ connect với Mew. Đây, các bạn sẽ ấn vào Access nhé. Mew Wallet à? Không phải không? Đây, MetaMask này, các bạn tích rồi. Các bạn sẽ connect với MetaMask nhé. Đấy, thì vào đây thì các bạn mới ấn send được này. Ở đây thì các bạn mới chọn này. Code của nó đang phải là 15 phẩy ơi cốt khá rẻ nha mọi người nhé. Đây có 15 phẩy ở không phải 15 đô la thì quá là rẻ luôn đấy. Được đấy. Sen có cả swap này. Nhưng mà hôm nay trên này sao cứ thấy đơ đơ ấy nhỉ? Ấy rồi mà nhỉ. Add contract rồi mà nhỉ. Tại vì mình không có làm ở trên này luôn mọi người ạ. Mình không có làm ở trên mệnh Mew này luôn mà mình chỉ ấy thôi. Chỉ có nốt pháo. What the hell, mình chỉ có chơi ở trên MetaMask thôi. Chứ còn ở trên này là mình chịu luôn, cho nên vào nó vẫn còn ngáo ngơ này. Tại sen ngày trước là sen ở trên này luôn chứ không phải sen ở đây đâu. Và tự dưng ở trên đấy là không có nó mà sen nữa mọi người. Online, offline này. Bây giờ add rồi mà bây giờ lại không thấy đâu nữa thì. Đây thì nó bảo là add rồi nhá. Bây giờ tìm cũng không thấy. Bây giờ muốn ấy thì swap thế nào? Trời ơi là trời ơi.
không biết làm nào luôn mọi người, giờ là không biết gửi nào luôn này. Đấy, tự dưng nào ngơ ghê phải không? Sen ở đây, token ở đây, có đâu. Đây, bây giờ mới add add ở đây. Ôi trời ơi, ông bắt bây giờ nó bắt add thủ công thế này á. Trời ạ. Đây nó bắt add đây, token là PLA CCMAT 18. Trời ơi, nó bắt át thủ công thế này. Đấy, còn đơ đơ nữa này. Chưa bao giờ sử dụng ở trên này luôn mọi người, toàn sử dụng ở trên MetaMask thôi. Cái này chẳng sử dụng bao giờ luôn. Đấy, các bạn thấy ở trên mail nó còn đơ đơ này cơ mà. Trời ạ, à, thế này thì bó tay rồi. Thường xuyên là mình không hay thích lên mail thế này đấy. Nó cứ đơ 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 nào ấy. Mẹ. Nó đơ thế này. Đang thì ngon nghẻ sử dụng ở trên MetaMask thì tự dưng này. Đây, ngày trước nó có add token xong nó có một cái list ở dưới này này. Đấy, nó load cơ mà, ngày bây giờ nó không load được đây này. Nó sẽ kéo kéo xuống dưới này này. Đấy, khi mình add token nó kéo kéo xuống dưới này, khi mình muốn gửi là mình ấn vào mình gửi thôi, chứ mình không phải lên đây nữa. Mẹ đã đơ rồi là còn. Đấy. Cũng phản hồi luôn. Ui là trời. Tao tự dưng lại không ấy được ấy nhỉ. Trời ạ, đéo muốn lên đây đâu mà. Ghét cái bọn này, ghê cơ đấy. Mỗi lần là phải connect một cái bực mình. Nó ổn đơ đơ chứ. Vào đây nó đơ đơ này này mọi người này. Ấn có được đâu mà. Anh em ấn vào đây nhá, add token ở đây nhá. Đấy, các bạn ghi là PLA và DCMAT, các bạn ghi 18 cho mình nhá là được. Đấy, sau đấy thì mọi người, bạn nào mà có mà không muốn chuyển lên sàn bán thì các bạn có thể inbox qua cho admin để admin thu luôn cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái dự án này. Thôi thì cho nó lượn đi. Ơi.